Thưa quý vị, thưa các bạn, trải qua 33 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, Việt Nam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng có quy mô lớn nhất của ngành công thương Việt Nam. Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 33, Việt Nam Expo 2024 năm nay có quy mô 550 gian hàng của hơn 480 doanh nghiệp thuộc 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung giới thiệu 5 nhóm ngành hàng chính, bao gồm khu gian hàng xúc tiến xuất khẩu và đầu tư Việt Nam, khu gian hàng quốc tế, điện tử, máy móc thiết bị và công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số và thương mại điện tử. Điểm mới và đặc sắc của Việt Nam Expo 2024 là bên cạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại theo phương thức truyền thống, năm nay sau khi kết thúc các hoạt động thực địa, hoạt động kết nối giao thương B2B sẽ được tiếp tục thực hiện trên nền tảng trực tuyến để các tổ chức thương mại, các doanh nghiệp trong và ngoài nước có thể tham gia. Tại Việt Nam Expo năm nay, nổi bật trong số 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia là sự hiện diện của 4 khu gian hàng quốc gia là Ấn Độ, Hàn Quốc, Liên bang Nga và Trung Quốc. Với quy mô lớn, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam trong việc thu hút đầu tư và hợp tác phát triển ngoại thương bền vững. Cùng với đó, khu trưng bày xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp Invest in Việt Nam tiếp tục sứ mệnh trong việc tạo đà phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn gắn liền với định hướng phát triển kinh tế địa phương đến từ các tỉnh, thành phố và khu công nghiệp trọng điểm trên khắp cả nước, nhằm đẩy mạnh quảng bá vị thế thương hiệu Việt, mở rộng thị trường xuất khẩu mới với sự hỗ trợ và hưởng ứng từ các trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch địa phương, sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP chất lượng cao được giới thiệu tới người tiêu dùng trên khắp cả nước và bạn bè quốc tế. Hôm nay đến với VN Expo thì chúng tôi đưa xuống đây những cái mặt hàng tiêu biểu đặc trưng nhất của tỉnh và đặc biệt đó là dược liệu như là các sản phẩm đông trùng hạ thảo, các loại sản phẩm liên quan đến những cái loại cây dược liệu tốt cho sức khỏe và một số sản phẩm nông nghiệp khác như là các sản phẩm miến, gạo. Bên cạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại theo phương thức truyền thống, năm nay, hoạt động kết nối giao thương nhiều hình thức B2B được tiếp tục thực hiện trên nền tảng trực tuyến đã thu hút cả những tổ chức thương mại, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia từ xa. Đây là dịch vụ gia tăng giá trị hiệu quả và thiết thực cho các tổ chức, đơn vị tham gia hội chợ, tạo nên sự khác biệt của Việt Nam Expo 2024 so với các hội chợ quốc tế khác, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận rộng rãi hơn với các đối tác trong và ngoài nước, qua đó nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp. Hiện nay thì các sản phẩm của sâm Lai Châu của công ty Sâm Cư Xu Lùng thì chúng tôi đang cung cấp ở tại thị trường trong nước là chủ yếu. Nhưng trong năm nay cũng sẽ xúc tiến thông qua các cái nền tảng thương mại điện tử cũng như là các cái nền tảng trực tuyến để thông qua hội chợ này để chúng tôi kết nối thêm với các cái đối tác nước ngoài nữa. Tôi thấy rất là hào hứng với chương trình hội chợ Expo này. Nó là một cái cơ hội mới để cho những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa để đưa ra thị trường những sản phẩm mới cho người tiêu dùng cũng như là thúc đẩy xuất khẩu. Việt Nam Expo đã dần khẳng định vai trò và sức ảnh hưởng khi luôn được các doanh nghiệp trong nước và các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế lựa chọn tham gia để giới thiệu sản phẩm, mở rộng kinh doanh và khai thác các cơ hội đầu tư tại thị trường Việt Nam